không ngờ khá bằng dù quá mười lăm tương lai đã không còn đàn em của khá ta tới khắp cả thị thành đuổi thừa khá chẳng được học hành lên giờ nóng đông xe rồi khá cùng đàn em quá ung dung nhưng có ngờ đâu rằng vào một buổi sáng khá đang vui đùa cùng bạn bè có ai đã ngờ được rằng bắn về trên phường khá niên dành mạch nói từng câu con ngu đã quá rồi vì con nỡ đốn chiếc xe của cả người giao thế nên con mới phải vào tù bây giờ đã quá muộn rồi. Bắn về trên phường khá niên dành mạch nói từng câu con ngu đã quá rồi vì con nỡ đốn chiếc xe của cả người giao thế nên con mới phải vào tù bây giờ đã quá buồn rồi vì con nỡ đốn chiếc xe của cả người giao thế nên con mới phải vào tù bây giờ thì đã quá